OK OK, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của bình luận viên Riaki và chúng ta cùng nhau đến với tiếp tục là một video phân tích về các đội mà sẽ xuất hiện tại FIFA World Series Spring 2024 Chung kết. OK, à, lẽ ra trên bảng xếp hạng chung ấy thì Reverse Red sẽ đứng cao hơn so với Team Falcon thì đáng lẽ tôi phải tôi phải review Reverse Red trước nhưng cái câu chuyện Reverse Red nó không quá thú vị nên là tôi sẽ để Reverse Red sau và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả Team Falcon trước. À, ở cái thời điểm mà mới bắt đầu mùa giải thì Team Falcon là một trong những đội mà có lẽ là được đánh giá rất cao Ở trong uh, cái giải đấu Free Fire World Series này Tuy nhiên thì uh, nó có một cái câu chuyện liên quan đến Team Falcon khiến cho họ có đó mình một cái sự bất ổn định Team Falcon thì họ bắt đầu mùa giải với cái tên là CGG và họ cũng có một cái sự khởi đầu mùa giải này cũng là tương đối tốt khi mà những cái vị trí à, nhảy dù của team Phan Cần thì họ thường xuyên có mình cái sự vượt trội. Ở thời điểm mà khi mà mới bắt đầu mùa giải thì team Phan cần à, đã được gọi là một kẻ bắt nạt tại vì cái lối chơi của team Phan Cần thì nó chủ động hơn so với cả các đội tuyển khác ở à, Thái Lan rất là nhiều. À, ví dụ như Programmatic E-sport thì là một đội mà họ thường xuyên có cái lối chơi có lẽ là nó À, chậm cũng như là nó khá là dè dặt ở trong giai đoạn đầu game à, và có những cái tính thăm dò thì uh, cái đội Team cần đấy hay là tên cũ họ là CGG thì họ luôn có những cái tình huống đi săn và luôn có những tình huống mà gọi là tạo nét đấy, tại sao lại gọi là tạo nét tại vì là <laughs> à, như chúng ta đã biết đấy là CGG hay là Team cần thì họ có trước đây họ có một cái lượng fan rất là lớn và cái lượng fan này nó ảnh hưởng tới cái lối chơi của họ rất là nhiều tức là đối với là fan của Team Falcon thì lúc nào họ cũng sẽ yêu cầu đội này có một cái lối chơi theo kiểu là ăn thịt đấy lối chơi gọi là đi săn các đội khác thì team văn cần thì ở đầu mùa giải họ chơi với cái đội hình với đó là wana với đó là nói chung là thay ra thay vào đấy nó cũng không được ổn định cho lắm thường thì họ sẽ chơi với cái bộ đôi chính là on fire one more tiếp theo là Cod skill cùng với cả vị trí của peter trong đó là vai trò peter là tương đối quan trọng và Thêm một dự bị đó là vị trí Watna Thì họ cũng có khá là nhiều những cái tình huống uh, giao tranh Ngọng khá đẹp mắt Nói chung là về lối chơi của team cần Thì tôi đánh giá nó vẫn là một lối chơi 1-3 quen thuộc Giống như các đội khác mà thôi Thì uh, đối với cả team cần Thì họ sẽ có đó là One More Thi đấu ở vị trí bắn tỉa Tiếp theo là cặp đôi tanker là Onfire cùng với cả Peter và bên cạnh đó thì có Skill sẽ là người chơi ở vị trí bắn tỉa cũng như à, chơi ở vị trí cover cho vị trí bắn tỉa. Nói chung là lối chơi này của Team Funken thì nó cũng khá quen thuộc với cả các à, những người xem. có Skill thì cũng là một bạn mà bạn ấy cũng có thể chơi ở cái vai trò chơi tầm gần được với cơ bản thì những cái tình huống giao tranh của team phan cần thì tương đối đẹp mắt cũng như là có rất là nhiều những cái sự sáng tạo trong giao tranh nhà một cái nữa là team phan cần họ bắn họ không ngại cái chuyện là phải trao đổi phải trao đổi về lượng mạng tức là nếu mà nếu mà bị nằm xuống thì team phan cần họ sẽ hồi sinh ngay những cái vấn đề của team phan cần nó nằm ở cái chỗ là nó có những cái sự bất ổn định đến từ thượng tầng Dạ, theo một số thông tin mà tôi nắm được ấy thì ở trong cái giai đoạn đầu mùa giải ấy thì uh, những cái tổ chức ở bên uh... À, Ả Rập Xê Út như là team Falcon thì họ đã để ý tới CGG rồi và họ quyết định là sẽ thôn tính CGG, là họ sẽ mua lại CGG. Tuy nhiên thì có vẻ như theo cái chia sẻ đến từ huấn luyện viên CGG thì có vẻ như là huấn luyện viên CGG cũng cảm thấy là hơi bất ngờ khi mà phải chia tay với cái tên CGG. Bởi vì thực ra là họ đã gắn bó với tên CGG trên 5 năm rồi, từ lúc mà mới bắt đầu có những cái giải đấu đầu tiên của Free Fire thì họ đã sử dụng một tên CGG đấy, đến từ cái tên Conan Gamer đấy, bởi vì cái ông này ở bên Conan Gamer này ở bên uh, bên bên server Thái cũng là một trong những streamer rất là nổi tiếng thì khi mà phải chia tay với cái tên CGG ấy, thì tất cả giác như là những thành viên của team fan cần họ cũng khá là là hụt hẫng và có những cái thời điểm mà cái ảnh hưởng của thượng tầng này nó cũng làm cho họ cảm thấy hơi suy một chút đấy là cái vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai nữa là CGG họ rất thích có những cái tương tác ở trên mạng xã hội chúng ta đã từng có hẳn một cái video để nói về việc đấy là team CGG họ làm content họ livestream tiktok rồi họ cà khịa rồi họ có những cái tương tác qua lại với heavy ở Việt Nam thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến CGG và ảnh hưởng đến team Falcon sau này đó là cái câu chuyện mà những thành viên của team Falcon họ nói một số những cái câu tiếng Việt mà nó ảnh hưởng tới cái hình ảnh của đội và nó khiến cho hai thành viên của họ đó là one more và on fire bị chịu những cái án phạt thì trong những cái tuần thi đấu khi mà không có on và cả bon more thi cùng thi đấu cùng với nhau ấy thì team phan cần rõ ràng là họ có những cái suy giảm về mặt phong độ khi mà ở thời điểm đó thì họ cũng đã chốt là sẽ bổ sung thêm một người mới rồi team phan cần là một trong đội đầu tiên mà họ chốt cái chuyện là sẽ bổ sung thêm người mới từ trước khi mùa giải này bắt đầu ví dụ như là vị trí của bru thì họ đã bổ sung funa suốt từ cuối năm ngoái cơ còn ví dụ như team phan cần thì họ đã chốt là sẽ lấy vị trí của của jv sport koga đấy vào giữa cái mùa mùa giải này, tuy nhiên thì điều này nó cũng tạo ra một số sự xáo trộn, với tôi cảm giác là các thành viên của team phân cần họ cũng bị ảnh hưởng bởi vì như, ví dụ như skill anh ta bắn nửa mùa giải đầu tiên, nhưng anh ta biết rằng là cái vị trí mà mình sẽ phải bắn đó là vị trí dự bị. Đấy nên là cảm giác là có skill anh ta bắn nó cũng không phải là hết sức vì chúng ta nhớ là có rất nhiều tình huống xử lý ẩu tới từ vị trí của có skill. Đấy, hay là ví dụ như sau cái án phạt của on fire one more thì buộc có skill phải tiếp tục thi đấu thay cho một trong hai người là on fire one more thì thật ra nó cũng không có cho mình cái sự ổn định cho lắm. Thì rất nhiều những cái sự thay đổi à, đến từ team Falcon đã khiến cho họ không thực sự tập trung à, 100% được vào trong mùa giải này à, Trong các đội mà bắn hay của Thái mà có thể cạnh tranh với Bruya Melody Sport thì có lẽ là chỉ có CGG hay là Team Fan gần mới có thể làm được thôi nhưng rõ ràng là Team Fan nó có quá nhiều thứ bị sao lãng ở trong mùa giải điều đó nó cũng dẫn tới việc là tại ESL uh, chung kết tại Brazil thì họ thi đấu nó cũng không thực sự quá thành công mặc dù nó có rất nhiều pha giao tranh hay và đó cũng là giải đầu tiên khi mà họ ghép vị trí của Ga vào tuy nhiên thì có lẽ là đến thời điểm hiện tại thì à, tất cả những cái vấn đề ngoài luồng của cgg hay là của Team Falcon đều đã được giải quyết rồi và họ cũng đã phần nào à, gọi là bắt kịp được vào với lối chơi thì thực ra là bây giờ họ lại buộc phải chơi theo một cái kiểu mới à, lúc mà họ vẫn cố gắng ghép cả onfi cả Koka và cả one more vào chơi chung với nhau thì nó lại dẫn đến một vấn đề là cảm giác nhưng cái đội hình này nó không hợp thì họ vẫn thiếu một cái sự kết nối. Họ đã thử rất là nhiều những cái đội hình, họ lúc thì họ không cho Peter vào bắn, lúc thì họ không cho có skill vào bắn. Những cảm giác là khi mà thiếu cả con skill và Peter thì cái lối chơi của team cần nó lại không thực sự được mượt mà. Đấy, thì cái này cũng là một trong những điểm mà mà team cần họ sẽ cần phải lưu ý ở trong cái quá trình mà họ xây dựng lối chơi của mình. Thì cho đến cuối mùa giải ấy thì họ bắt đầu có một số những cái sự thay đổi nhất định để làm sao mà cho cái lối chơi của họ nó mượn mà hơn một trong những điểm mà thú vị tới từ team văn này là các thành viên của họ cũng có một cái khả năng chia lượng sát thương ra tương đối đều nhau thì phải nói là team văn cần là một trong những đội mà họ cũng bắn khá đều tay tức là tất cả thành viên họ đều ở một cái mức độ đóng góp về sát thương nó như nhau nó không bị lệch một trong những đội mà có cái sự đóng góp nó tương đối lệch đó là vị trí của Starwood Esports thì đó là lý do mà sao mà Starwood Esports ít điểm nhất trong cái team Thái Lan ở trong giai vòng bảng tại vì cái sự phụ thuộc vào điêu quá nhiều tuy nhiên thì đối với cả vị trí của team Phan Cần thì họ không bị phụ thuộc vào quá nhiều một số thành viên nào cả đấy và cái vấn đề của họ nó là một sự bất ổn định họ cứ thay ra thay vào các thành viên mà họ thử nghiệm xoay tua suốt từ đầu mùa giải đấy ở đầu mùa giải thì có nhiều thời điểm họ sử dụng đó Wadna. nhưng sau đó thì vatna đến giữa mùa giải thì thông báo là chia tay với cả team phan cần và như vậy thì toàn bộ cái quãng thời gian mà sử dụng vatna trước đó thì nó cũng không mang lại quá nhiều sự hiệu quả Nên sau đó thì đến uh, giai đoạn uh, đến giai đoạn lượt về và đến giai đoạn cuối mùa giải thì uh, những thành viên của tim phan cần họ cũng đã bắt đầu bắt nhịp được vào với cái lối chơi của đội của mình thì team phan cần họ đã tìm ra được một cái bộ uh, Đội hình mà tôi nghĩ là ổn nhất trong gần đây đó là Peter Coski on fire và Koga và rất bất ngờ khi mà One More sẽ là người dự bị. Thì họ đã quyết định là thay đổi cái vị trí thi đấu của on fire, họ sẽ để cho One More à họ sẽ để cho Peter Coski và Koga chơi với vai trò đó là tanker, còn on fire thì chuyển từ vị trí tanker về vị trí bắn tỉa. Còn trong cái đó thì One More lại đang ngồi ở cái vai trò dự bị. Thì không biết đây có phải là một cái sự điều chỉnh chính thức tới từ vị trí của đấy Văn Cường hay không Nhưng nếu như mà Tim Văn Cường nó điều chỉnh như thế này Thì tôi đang thấy rằng cái lối chơi của họ nó đang có sự mượt mà hơn Bằng chứng họ liên tiếp có rất nhiều bu ở trong giai đoạn cuối của giải đấu Tất nhiên là đây là cái giai đoạn mà nhiều đội họ cũng đã tương đối xuống tay rồi Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy là Khi mà On Fire anh ta thi đấu ở vị trí bắn tỉa Thì rõ ràng là cái hiệu quả thi đấu tới từ vị trí của team Falcon Là tăng lên rất nhiều vì cảm giác cái bộ ba có skill Kauga và Peter Nó vẫn có một sự kết nối tốt hơn Và nó mang lại cái sự hiệu quả tốt hơn so với khi mà họ sử dụng bộ đôi On Fire One More thì đây cũng sẽ là một trong những cái điểm mà có lẽ là JV, à, có lẽ là vị trí của của tim của team Fankin họ cũng sẽ khá là đau đầu phải suy nghĩ xem bộ đôi nào cặp nào sẽ sử dụng ở trong chung kết cái điểm mạnh của peter và skill đấy là họ có khả năng cover đồng đội rất là tốt tốt hơn tốt hơn rất là nhiều so với vị trí của koga nhưng koga thì lại là người có tạo ra nhiều sự đột biến hơn thế là cuối cùng thì họ phải hy sinh cái vị trí bắn tỉa thì trong một cái bài phỏng vấn à, vào cuối của cái à, giải vào cuối vòng bảng ấy thì bên à, à uh, Koga à có, đúng rồi, Koga hay là Onfire của Onfire có chia sẻ về cái việc là là người ta hỏi là tại sao Onfire chuyển ra chơi bắn tỉa thì Onfire bảo là cái này là do văn mo dạy cho em bắn. Đấy thì em chuyển qua chơi bắn tỉa. Và rõ ràng là khi mà Onfire chơi bắn tỉa thì cái hiệu quả về đầu ra sát thương của team Falcon nó không bị suy giảm đi khi mà sử dụng như khi mà sử dụng on, on more nhưng mà cái hiệu quả của cái bộ ba tấn công thì tăng lên rất là nhiều tại vì nhiều, ở một số những ngày thi đấu khi mà Peter là người ngồi dự bị ấy, thì cái khả năng cover lẫn nhau giữa những thành viên của thì, uh, team nó là không tốt thì rõ ràng là Peter là một trong những cái cầu kết nối rất là quan trọng và kể cả cost skill cũng như vậy cost skill thì tuy là có tình huống xử lý mạo hiểm nhưng mà cái khả năng mà che đồng đội của mình cũng khá là tốt thì đấy cũng là một trong những thứ mà giúp cho team phân cần nó bắn rất là ok ở trong cái giai đoạn uh, cuối mùa giải đấy thì tôi nghĩ là cho đến cuối cùng thì team phân cần họ cũng sẽ chọn được cho mình một cái bộ uh, một cái đội mà có thể sử dụng ổn ở trong trận chung kết Đấy, và tôi nghĩ sẽ là cái bộ có skill On Fire, Koga và Peter mặc dù họ phải hy sinh One More, rất là tiếc One More cũng là một người rất là giỏi nhưng mà rõ ràng là On Fire khi mà thi đấu ở vai trò bắn tỉa thì không thua gì so với vị trí One More cả. Trong khi đó thì uh, chơi với cái bộ mà Koga Peter và có skill nó ok hơn hẳn Tiếp theo chúng ta nói về câu chuyện của Koga Koga thì trước đây ấy, khi mà thi đấu cho JV Sports thì Koga là một trong những tuyển thủ có thể coi mặc dù là anh ta vào JV sport sau những thành viên còn lại ở JV nhưng anh ta lại là người thi đấu nổi bật nhất trong cái giai đoạn mà JV chuẩn bị tan rã và các thành viên được chia về cho các đội khác thì rõ ràng là cái vai trò của Koga là rất là ổn tuy nhiên ấy, thì như đã nói rồi bất kỳ một tuyển thủ nào khi mà gia nhập vào trong một đội mới họ đều mất một thời gian để mà có thể hòa nhập được với đội ví dụ như là Uh, ví dụ như là trường hợp của Saifa cũng tương tự như vậy Saifa cùng với cả Baros đến từ Star Esports họ cũng phải mất một khoảng thời gian họ mới có thể hòa nhập được với đội thì tương tự như câu chuyện đó là Team Fan Cần thì câu ga mặc dù là câu ga khi mà mới vào đội ấy, anh ta bắn cũng gần như là bắn hay ngay cũng gần như bắn hay ngay những cái sự phối hợp giữa các thành viên nó mới là điều quan trọng hơn Đấy, nó mới là điều quan trọng hơn và đó cũng là một trong những thứ mà đang giúp cho những thành viên tới từ team Falcon nó có bình những cái thành công nhất định vào giai đoạn cuối mùa giải ok thì đó là về vấn đề nhân sự thì các bạn thấy là à, cái vấn đề nhân sự của team phan và cái vấn đề thượng tầng tức là vấn đề về à, quản lý đội tuyển rồi à, các vấn đề kỷ luật nó ảnh hưởng rất nhiều và nó làm cho team văn cần nó không có mà mình một cái sự xuyên suốt. Đáng lẽ nhá nếu team văn cần nó không vướng vào mấy cái vụ vạ miệng uh, mà nói tiếng Việt Nam nhưng mà nói bậy ấy và không bị dính cái vụ mà thay ra thay vào người uh, bởi vì án phạt lẫn như cả cái việc mà thay đổi thành viên mới. Ấy, tôi nghĩ là team Văn cường hoàn toàn có thể cạnh tranh về lượng điểm, cạnh tranh vị trí top một trên bảng xếp hạng với Brumio từ sport Tất nhiên là Buru là một đội họ rất hoàn hảo rồi vậy thì điểm mạnh và điểm yếu tim văn gần là gì tim văn gần là một trong những đội mà họ có một cái lối chơi nó tương đối hổ báo nhưng đến giai đoạn sau của mùa giải thì họ lại chơi an toàn hơn rất là nhiều nếu như đầu mùa giải họ là một đội mà chuyên đi săn các đội khác ở trong giai đoạn đầu game thì đến cuối giải họ lại là một trong những đội mà chơi theo xu hướng canh bo phòng thủ đấy canh bo phòng ngự và quét viền bo nhiều hơn à, nói chung về cơ bản thì team phan họ sẽ cố gắng chọn những cái điểm cao cũng như là tập trung vào vấn đề bắn tỉa để bắn gãy một số vị trí đi lẻ của đối phương trước à, thay vì là mở những cái cuộc tấn công sớm giống như là trong giai đoạn đầu mùa giải thực ra này team Falcon này là một trong đội bị ảnh hưởng đến từ meta khá nhiều vì đây là một trong đội mà thường xuyên có những tình huống đặt cổng di chuyển để móc ra đằng sau lưng đối phương tuy nhiên thì khi mà ob 44 cập nhật thì họ thì cái bộ ba tấn công, bộ ba tanker cơ của Tim Phan Cần họ không thể tạo ra tình huống sọc vào bên sườn của hay là sọc từ đằng sau lưng của đối phương nữa bởi vì là cái cổng dịch chuyển nó mất một giây để mà có thể thực hiện được. Thì team Phan Cần bây giờ họ lại chuyển qua một cái meta mới là họ chọn điểm để bắn tầm xa, họ chọn điểm để bắn tỉa và đó là một trong những cái lối chơi mà có lẽ nó sẽ là meta chính của cái phiên bản v 44 này. Đa số các đội bây giờ đều như vậy. Một trong điểm mạnh nữa Tim Phan Cần đấy là khả năng chơi cháy nổ, ném lựu thứ của Tim phân cần là tương đối tốt đặc biệt là một số tình huống ném liệu tới vị trí của peter à, uh, Koskill thì anh ta không sử dụng liệu quá nhiều nhưng cũng là một trong những người có khả năng đáp liệu là tương đối tốt thì đấy là điểm mạnh đến từ team phân cần cái thứ tư à, cái thứ ba nữa mà điểm mạnh ở team phân cần đấy là cái việc là họ có những khả năng đoán bo và chiếm điểm ở trong bo tương đối tốt chúng ta thấy rất nhiều trận và team phân cần họ vòng họ chọn được những cái điểm mà không có bị ai cạnh tranh hay không bị ai công vào ở trong cái giai đoạn di chuyển ở bên trong bo À, tuy nhiên ý, điểm yếu tim van cần đấy là khả năng chơi hồi sinh của họ rất là yếu có thể nói là về khả năng về tính chất sinh tồn thì Team van cần là một trong những đội mà cái khả năng chơi hồi sinh của họ là không giỏi rất ít khi thấy team Van Cần họ có những cái ván đấu mà họ hồi sinh lại sau đó thì họ có những cái tình huống lật kèo mà nếu như team Van Cần mà đầu game mà họ bị chết hay họ bị bắt lẻ họ bị mất người sớm ấy thì đấy là một ván đấu mà thành tích họ không cao nhiều bạn bảo là team Van Cần độ mạnh thế thì cần thì họ hồi sinh không phải nha ngay cả một số những đội mạnh ở bên Thái Lan nhưng họ vẫn cần phải dựa vào chiến lược hồi sinh rất nhiều trong một số những ván đấu thì ví dụ như Star Wars Esports là một trong đội rất mạnh nhưng họ là một đội mà họ có khả năng hồi sinh rất là tốt. Trong khi đó thì Van Gần thì cái khả năng chơi hồi sinh họ lại không cao. Thì Van Gần theo kiểu đúng kiểu được ăn cả ngã về không ấy, tức là nếu như trong giai đoạn đầu game mà họ thuận lợi và họ không bị mất người ở trong tình huống chơi bị đi lẻ hoặc là bị bắt lẻ thì Họ sẽ chơi rất hay trong giai đoạn về sau nhưng team Funfun này họ chỉ cần bị mất đi một hai người trong giai đoạn đầu game thì họ rất loay hoay trong cái việc là tìm cách làm sao mà nó có thể tối ưu hóa lượng xu của mình và quay trở lại hồi sinh đồng đội. Thì đây là một cái điểm yếu của tôi nghĩ là khá là chết người ở trong ở đối với team Funfun này, tại vì là chúng ta không thể biết được trước rằng là cái ván thi đấu nó sẽ có kịch bản như thế nào. Và rõ ràng khi mà team Funfun họ chơi không giỏi ở trong cái vấn đề hồi sinh thì họ sẽ bỏ lỡ đi một số những cái cơ hội để mà có thể tăng tiến thêm về lượng điểm của mình ở trong bán thi đấu thì cái này chúng ta cũng được nhìn thấy là tim Phan Ngân rất nhiều lần họ bị nằm xuống ở vị trí top 10, top 11, top 12, điều mà Bru rất ít khi vướng phải. Bru phải là trận nào mà họ vui lắm, họ vui tay lắm, họ ẩu lắm thì họ mới nằm ở vị trí top thấp. Nhưng Tim Phan Ngân là một trong đội mà có những cái nhiều có nhiều trận đấu phải nằm ở top thấp. Đây là một đội mà họ có hai thái cực, một là điểm số rất cao cũng như là xếp hạng rất cao, hai là một số những trận họ điểm số họ lại bị tụt xuống rất là thấp. Đấy thì cái vấn đề của Tim Phan Cường là họ cần phải cải thiện cái khả năng chơi hồi sinh của mình tại vì chơi hồi sinh hay là chơi sinh tồn cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng làm sao mà tối ưu hóa lượng xu làm sao mà căn thời điểm giao tranh và vẫn có thể hồi sinh lại được chứ tránh cái tình huống là phải chạy vào trong bo bốn, bo năm với tình trạng giật dẹo chỉ còn đó là một cho hai người hoặc là hai cho ba người thì cái bất lợi mà bị quét sạch ở trong cái giai đoạn bo bốn là rất là cao đấy thì đấy là một trong những cái điểm yếu mà đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thấy tim văn cần độ cải thiện được đấy tức là nói chung là nếu như mà phải hồi sinh thì team phan cần sẽ là một đội không mạnh về cái vấn đề này nếu như không phải hồi sinh mà được chạy bo một cách mượt mà cho đến cuối cùng thì team phan cần nó sẽ chơi rất tốt cái này nó giống như kiểu một cái đội uh, bước ra từ năm khoảng năm 2020 khi mà chưa có cái chế độ hồi sinh ấy đấy, thì rõ ràng là team phan cần thì họ ưu tiên cái chuyện là bảo vệ từng thành viên của đội mình nhiều hơn so với việc là phải hồi sinh họ lại và cảm giác kể cả khi mà hồi sinh lại ấy, thì team Van Cần để họ không biết chọn những cái điểm nhảy dù làm sao mà cho nó hiệu quả tôi thấy rất nhiều trận khi mà team Van Cần họ chọn cái điểm hồi sinh khi mà họ đáp dù xuống ấy, họ chết luôn đấy họ một là họ bị bắn chim hai là họ chết thẳng luôn đấy thì đó cũng là một trong những cái khá là buồn cười đến từ đội này và đây là một tình huống mà đập tay hơi mạnh tới từ 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 Coskill tay hơi to và rất rất đau tay tới vị trí của Koga và cái đội hình này có lẽ là đội hình tối ưu đến từ vị trí của tim văn cần và đang giúp cho họ có những cái trận đấu rất bay điểm mạnh ở tim văn cần thì họ chơi rất tốt ở trên hai map một là map đảo mặt trời hai là map đảo thế kỷ đây là hai map mà có lẽ là tim văn cần họ sẽ dựa vào trong trận chung kết để mà có thể kéo cho mình một lượng điểm cao cơ bản ở hai map này thì những cái điểm di chuyển tim văn cần nó tương đối là rộng rãi cũng như là dễ để cho họ có thể triển khai những tình huống giao tranh hơn và trong đó là một số những cái nhận xét của tôi về tim Falcon cần à, và thực sự thì đây là một đội mà có lẽ nếu như mà brunabetterd sport là ứng cử viên số 1 trước vô địch thì chắc là tim Falcon cần sẽ là ứng cử viên số 2 nhưng có một cái này rất thú vị đấy là tim phan cần thường ở các trận chung kết họ chơi thường hay mắc một số những cái lỗi lầm rất lớn và đây là một trong những đội hiếm hoi của thái nhưng họ lại không có sở hữu quá nhiều chức vô địch mặc dù họ đã là một trong những đội mà tồn tại trong suốt lịch sử của Free Fire Thái Lan nhưng họ không mấy khi không 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 sở hữu cho mình những chiếc vô địch à, ví dụ như Attack All Round này hay là ví dụ như là trước đây là KOG này, này hay là E-Arena này à, và tên sau này họ là JV Sport họ có nhiều chiếc vô địch thì Team Falcon hay là CGG lại không phải là một trong đội mà có bản lĩnh lớn trong trận chung kết thường cứ đến chung kết là họ sẽ bị chớp họ sẽ bị gặp một vấn đề gì đấy mà không thể chơi mượt mà trong tất cả ván đấu được. Và đây là một trong điểm thú vị mà tôi nghĩ rằng là nó là một cái người ta hay gọi là DNA ở nhà vô địch ấy nó sẽ cản trở Tim cần để có thể trở thành nhà vô địch ở trong những cái giải đấu này. Thường đến chung kết đội này họ hay có những cái sự suy giảm về mặt phong độ một cách nhất định thì có thể ở đây là một đội mà khi ngồi trước đám đông thì họ cũng không phải bắn quá hay mặc dù là họ cũng có thể về thứ nhiều về thứ ba đấy nhưng mà để cạnh tranh trước vô địch thì lại là rất hiếm hoi trong lịch sử của họ nên đây cũng là một trong điểm bất lợi nó gọi là tâm lý sân khấu của team phan Cần. nó không phải là quá tốt thì à, hy vọng là đến chung kết này thì đến việt nam thì chắc là được nói tiếng việt nhiều cho team phan Cần họ sẽ cải thiện ở lối chơi của mình mà để xem là trong trận chung kết thì họ sẽ có thể khắc phục được những vấn đề của mình hay không đội hình ra sân của họ sẽ bao gồm những ai và sẽ có thể tạo ra những điều gì khác biệt thì hy vọng là chúc với team phan cần sẽ thi đấu tốt các bạn quan điểm của bạn như thế nào về team phan cần đừng quên comment ở phía dưới video này nha và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của bình luận viên diaki thì đừng quên để lại cho mình một like một subscribe mình sẽ review tất cả các đội uh, từ trên xuống dưới ở trên bảng xếp hạng thế nên là muốn xem đội Việt Nam thì phải chờ một khoảng thời gian nữa nha. Bye bye.